Vâng, và xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì Belo sẽ đập hộp cho các bạn xem một phiên bản G-Shock Carbon với phối màu xanh navy, phối màu quân đội màu xanh navy rất là đẹp, và chúng ta sẽ cùng đập hộp với A2002A với module 5590 trực tiếp tại Belo Lê Thái Tổ. Ok. Và mở hộp ra thì chúng ta sẽ có ngay những cái phụ kiện rất là quen thuộc rồi. Chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng cho module 5590 của dòng G-Shock GA2000. GA2000 nói chung thì là một dòng G-Shock cũng rất là dễ sử dụng thôi. Chúng ta vẫn sẽ có các cái nút cơ bản như là nút adjust, nút truy cập, nút chuyển và nút tăng, nút giảm. Các bạn thường xuyên xem live stream của Belo rồi thì chắc chắn là các bạn sẽ rất là dễ dàng làm quen với cả chiếc G-Shock GA2000 2A này. Ok. Và GA2000 2A thì chúng ta vẫn sẽ được bảo hành trong thời hạn là 5 năm với cái thẻ bảo hành quốc tế đi kèm. Song song với cái chế độ bảo hành 5 năm ở trên thị trường toàn quốc Việt Nam thì chúng ta sẽ còn được bảo hành 1 năm trên thị trường quốc tế. Và các bạn hoàn toàn có thể cầm đồng hồ của mình kèm với cả cái thẻ bảo hành quốc tế đến tất cả những cái đối tác của Casio G-Shock trên toàn cầu, được in ở phần phía sau của cái sách này. Mình tin chắc là với cái độ phủ rất là rộng của các cái đối tác chính thức của Casio G-Shock trên toàn cầu thì chắc chắn là các bạn sẽ nhận được cái sự hỗ trợ đầy đủ đối với các bạn đi du học ở khắp muôn nơi trên thế giới. Ok, chúng ta sẽ cùng mở hộp tiếp nha. Và G-Shock Carbon nói chung là những dòng G-Shock mà nó có một cái trọng lượng cực kỳ là nhẹ, đến từ cái sự kết hợp giữa carbon, vật liệu carbon và vật liệu nhựa. Do đó là khi mà chúng ta mở hộp ra, chúng ta cầm cái hộp thiếc này thì bao giờ chúng ta cũng sẽ có một cái cảm giác là lo lắng, là không biết là có chiếc đồng hồ nào trong này hay không, vì nó cực kỳ là nhẹ. Các bạn sẽ khi mà các bạn mua online hay là các bạn mua trực tiếp tại Belo Lê Thái Tổ và các bạn cầm thực tế thì các bạn cũng sẽ thấy là cái hộp này nó rất là nhẹ. Kể cả chúng ta cầm cả chiếc hộp giấy ở ngoài luôn thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy nó hơi bị hẫng vì nó nhẹ quá. Đây là một điều rất là tuyệt vời của những dòng G-Shock Carbon nói chung. Thì khi mà nó có trọng lượng nhẹ như thế này thì chắc chắn là các bạn đeo trong quá trình sử dụng hàng ngày nó sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Và tiếp tục thì mở hộp ra, chúng ta sẽ thấy ở đây phiên bản G-Shock GA2000 2A. Vâng, và xin chào các bạn, với phiên bản GA2000 2A mới tinh, một phiên bản G-Shock với phối màu xanh navy rất là đẹp dành cho các bạn yêu thích màu xanh navy, một màu xanh thẫm cũng rất là dễ dàng để giúp cho các bạn phối đồ, cũng như là có một cái màu thẫm, do đó là nó sẽ giúp cho các bạn trong quá trình sử dụng hàng ngày thì chúng ta sẽ không bị quá lo về những cái vết bẩn nó bám ở trên dây vỏ. Thì với cái một màu thẫm như thế này thì chắc chắn là chúng ta sẽ rất là dễ dàng vệ sinh. Và GA2000 2A của chúng ta nó sẽ sở hữu cả benzen và dây thì đều là được phối hai lớp, hai màu. Phần dây của chúng ta mặt trên thì nó sẽ có một màu xanh navy, và mặt dưới của nó sẽ có một cái lớp mà màu xám hơi ngả nâu một chút. Với cái màu này thì khi mà chúng ta đeo lên tay thực tế trong quá trình sử dụng hàng ngày thì chúng ta cũng đặc biệt là cũng rất là dễ dàng vệ sinh luôn. Và ở cái dây của G-Shock 2000 thì Casio G-Shock họ có trang bị cho chúng ta một cái vật liệu nó rất là mềm với độ hoàn thiện rất là tốt. Và đây GA2000 cũng là một trong những cái module máy mới nhất trên thị trường hiện nay của Casio G-Shock. G-Shock GA2000 2A là một phối màu đặc biệt cho dòng G-Shock GA2000, do đó là nó có thừa hưởng toàn bộ những cái tính năng của dòng G-Shock GA2000 nói chung. Chúng ta sẽ có carbon chromograph, tức là cái cấu trúc với sự gia cố thêm những cái vật liệu carbon, nó sẽ giúp cho khung vỏ của chúng ta nó vừa đạt được độ cứng hơn nhưng mà nó đồng thời cải thiện được cái trọng lượng của vỏ của đồng hồ G-Shock, và do đó nó đem đến cho chúng ta một chiếc đồng hồ G-Shock rất là nhẹ nhưng mà có một cái độ cứng vượt trội, đảm bảo cái khả năng chống sốc, chống va đập, chống rung, chống nước của đồng hồ G-Shock, đã làm nên tên tuổi của G-Shock trên toàn cầu. Ok, shock resistant, khả năng chống sốc đến từ cái cấu trúc được gia cố thêm bởi vật liệu carbon. Chúng ta sẽ có 200m water resistant, đó là chống nước ở mức 200m. Mặc dù là G-Shock đã rất là nổi tiếng rồi, nhưng mà đối với các bạn mới tiếp cận với đồng hồ G-Shock thì các bạn vẫn cứ hỏi Belo là đồng hồ G-Shock có chống nước tốt hay không và có chống nước được không, thì xin thưa với các bạn là tất cả những cái chiếc đồng hồ mà đã mang cái thương hiệu G-Shock thì chúng ta sẽ luôn luôn có cái mức độ chống nước tối thiểu là 200m, và cái mức độ chống nước này là mức độ chống nước rất là cao, nó sẽ giúp cho các bạn thoải mái đi bơi, đi biển và thậm chí là đi lặn với bình dưỡng khí khi mà các bạn xem san hô, khi mà các bạn đi du lịch chẳng hạn, thì chúng ta sẽ sử dụng một cách rất là thoải mái. Double LED light, và
G-Shock GA2000 của chúng ta nó sẽ có được trang bị một cái đèn LED kép với một cái module đèn LED được trang bị ở vị trí cạnh vị trí 5 giờ, và chúng ta sẽ có thêm cả cái bộ đèn LED cho cái màn LCD, hai cái màn LCD bị động ở phần 3 giờ và vị trí 6 giờ ở đây, thì nó sẽ giúp cho chúng ta xem giờ trong bóng tối cũng như là các cái buổi xế chiều nó rất là dễ dàng. Kết hợp cùng với cả kim giờ phút dạ quang nữa thì mình tin chắc là chiếc G-Shock GA2000 2A này nó sẽ có một cái độ hữu ích rất là lớn trong quá trình sử dụng hàng ngày của các bạn. Ok, tiếp tục thì chúng ta sẽ có bấm giờ thể thao với độ chính xác 1/100 giây, World Time, giờ quốc tế, Daily Alarm, báo thức hàng ngày, và Timer là bấm giờ đếm ngược, những cái tính năng mà đã rất là quen thuộc với các bạn là G-Shock fan rồi. Ok, và chúng ta sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng một chút về cái mặt của G-Shock GA2000 2A nha. Mặt của G-Shock GA2000 2A nó được thiết kế rất là sâu với những cái đường... với những cái chi tiết được làm nổi, trông nó rất là ngầu và nó rất là khỏe khoắn. Chúng ta sẽ gồm có 3 cụm chính, đó chính là cụm LCD ở vị trí 3 giờ và 6 giờ giúp cho chúng ta hiển thị các cái thông tin như là giờ số, thứ, ngày tháng. Chúng ta có thể đổi ở nút Start này với 3 kiểu hiển thị là thứ này, ngày tháng này, và chúng ta sẽ có giờ số rất là tiện lợi. Cái ô 3 giờ này thì các bạn có thể đổi kiểu hiển thị được. Đó, đây là cụm thứ nhất. Cụm thứ hai thì chúng ta sẽ có kim giờ phút này. Như mình đã nói thì kim giờ phút này nó sẽ được phủ dạ quang và nó hình lưỡi kiếm, và trên cái thân kiếm này thì chúng ta sẽ được phủ một lớp dạ quang nó rất là lớn, và đuôi kim thì chúng ta được mạ màu đen, đó, sơn đen bóng. Ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục có một cái vòng xoay, một vài vòng đĩa xoay lấy cảm hứng từ những cái module tuabin phản lực của máy bay, rất là đẹp. Và cái vòng xoay này nó sẽ giúp cho chúng ta định vị được những cái định vị được chúng ta đang ở cái chế độ nào. Ví dụ chúng ta đang ở cái vạch trắng này, nó sẽ là cái chế độ xem giờ thông thường, và khi mà các bạn ấn nút mode này thì vòng xoay này nó sẽ xoay. Ví dụ như chúng ta đang ở chế độ WT là cái chế độ World Time, là giờ quốc tế. Tiếp tục chúng ta sẽ có chế độ Stopwatch, bấm giờ đếm ngược, bấm giờ thể thao, và TR Countdown Timer, bấm giờ đếm ngược, Alarm viết tắt là AL, và cuối cùng chúng ta lại xoay trở lại cái chế độ xem giờ bình thường. Đây là một cái cách bố trí mặt hết sức là khoa học và càng ngày càng rõ ràng hơn mà Casio dành cho G-Shock cũng như là dòng G-Shock GA2000, rất là đẹp và giúp cho chúng ta rất là dễ dàng định vị. Chúng ta sẽ đổi bằng nút mode này nha. Các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ dùng 4 nút này, Adjust Mode, Start và Reset để chúng ta tương tác với cả những cái chức năng của đồng hồ. Còn Casio họ bố trí riêng một cái nút bật đèn mặt trước cho G-Shock GA2000 2A ở đây. Và để chỉnh giờ thì các bạn sẽ giữ nút Adjust này. Các bạn truy cập vào chế độ chỉnh giờ bằng nút Adjust này. Đầu tiên thì các bạn sẽ chỉnh cái múi giờ, và chúng ta sẽ dùng hai nút Reset và Start này để chúng ta chỉnh. Nút dưới là nút tăng và cái nút trên này là nút giảm. Vì Tokyo là GMT cộng 9 hay UTC cộng 9, do đó chúng ta cần giảm về giờ của Việt Nam, Bangkok hay là Hồ Chí Minh City của chúng ta, nó sẽ là múi giờ GMT UTC cộng 7, do đó chúng ta cần phải lùi lại. Và ở đây chúng ta sẽ có chỉnh về múi giờ của Bangkok là trùng với múi giờ của Hà Nội, Jakarta và Hồ Chí Minh City của chúng ta. Tiếp tục chúng ta sẽ tinh chỉnh những cái thông số khác như là Daily Saving Time, là chế độ tiết kiệm giờ mùa hè, thì các bạn đi du học tại châu Âu thì các bạn sẽ chắc chắn là rất là quen thuộc với cái chế độ này và các bạn bắt buộc phải dùng. Còn ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta sẽ bỏ qua cái thông số này. Tiếp tục thì chúng ta sẽ có cái định dạng giờ là 12 hoặc 24 giờ. Và thông thường thì khi mà các bạn đặt mua G-Shock tại Belo thì Belo sẽ luôn luôn chỉnh về định dạng giờ 24 giờ để chúng ta tránh việc nhầm lẫn giữa giờ sáng và giờ chiều. Và khi mà chúng ta truy cập vào chế độ chỉnh thì các bạn sẽ thấy cái phần ô viết tắt là HND, tức là cái chế độ Han ở đây, nó chính là cái chế độ mà chế độ chỉnh kim, nó sẽ tự động chuyển về vị trí 2 giờ 10 phút và kim giờ phút ở đây nó sẽ không che cái màn LCD bị động của chúng ta, giúp cho chúng ta theo dõi được đầy đủ tất cả những cái thông số của đồng hồ và chúng ta giúp cho chúng ta tinh chỉnh dễ hơn mà nó không bị vướng. Đây là một những cái tính năng hand shift chuyển kim thường có mặt ở trên những chiếc đồng hồ G-Shock cao cấp và những chiếc đồng hồ G-Shock mới được ra mắt, thì Casio họ rất là chú trọng trang bị cái tính năng này để giúp cho chúng ta tinh chỉnh một cách dễ dàng nhất. Vâng, và tiếp tục thì chúng ta lại dùng nút mode để chuyển sang các thông số khác. Ở đây chúng ta sẽ có giây này, giờ này, phút này, năm này,
tháng này, ngày này, và tất cả những cái thông tin này thì gần như là nó đều đã chính xác rồi. Chúng ta sẽ chỉ cần chỉnh múi giờ và cái định dạng giờ 12 hoặc 24 giờ thôi. Ở đây chúng ta sẽ có thể chỉnh được cái thời gian sáng của đèn. Thì mình cũng nhận được một số các câu hỏi của các bạn mà muốn hỏi về cái tinh chỉnh thời gian của đèn, thì các bạn có thể dùng nút mode để các bạn chuyển đến cái thông số light time, thì chúng ta sẽ có thể lựa chọn là sáng 1 giây hoặc sáng 3 giây. Và mình khuyến nghị các bạn thì nên để mặc định là 1 giây. Còn nếu trong một số trường hợp mà các bạn muốn đẩy cái thời gian sáng của đèn nó cao hơn thì các bạn sẽ truy cập vào cái chế độ chỉnh giờ và chuyển đến cái thông số light time để các bạn tinh chỉnh nha. Chúng ta để 1 giây thì chúng ta sẽ được tiết kiệm được tối ưu cái thời lượng pin nhiều nhất có thể. Vâng, và như vậy nó là toàn bộ những cái thông số mà chúng ta chỉnh được trên chiếc G-Shock của A2000 này. Và chỉnh xong thì chúng ta giữ nút bấm nút adjust một lần để thoát và xác nhận những cái thông số mà chúng ta vừa chỉnh. Và ngay lập tức thì cái giờ kim này nó sẽ lập tức quay trở về đúng giờ số, và chúng ta đang ở 12 giờ 26 phút. Và các bạn sẽ thấy là nó sẽ quay chính xác đến 12 giờ 26 phút. Ok, rất là đơn giản thôi phải không các bạn? Các bạn sẽ chỉ cần nhớ adjust là truy cập, mode là để chuyển, start là để tăng, reset là để giảm, và nút bật đèn ở đây, nút bật đèn mặt trước giúp cho chúng ta xem giờ trong bóng tối rất là dễ dàng. Tiếp tục thì chúng ta sẽ chuyển đến chế độ World Time. Các bạn sẽ đổi được các múi giờ của 48 thành phố khác nhau trên thế giới ở đây. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với Stopwatch và Start này, Stop này, Reset này. Rất đơn giản, chúng ta đã có những cái ký hiệu chữ mô tả chức năng của các nút này ngay ở đây rồi. Và đây là chế độ bấm giờ đếm ngược, reset. Và đây báo thức. Và chúng ta sẽ không chỉ có đặt được một chế độ báo giờ báo thức, mà chúng ta sẽ đặt được 5 chế độ giờ báo thức đơn cùng với cả một chế độ âm báo tròn giờ signal. Thì nếu mà các bạn muốn tròn giờ 00 như là 1:00, 2:00 nó kêu bíp bíp lên thì các bạn hãy on off ở nút adjust. Còn nếu không thì các bạn hãy tắt nó đi, và các bạn sẽ dùng nút start này để các bạn chuyển giữa các cái chế độ báo thức khác nhau. Và để chỉnh giờ báo thức thì các bạn giữ nút adjust này. Đó, và sau đó các bạn sẽ dùng nút start này để tăng thông số, reset để giảm thông số, mode để chuyển thông số 7:05, 7:10. Và sau đó các bạn xác nhận bằng nút adjust. Như vậy là 7:10 sáng ngay thì nó sẽ kêu píp píp lên để báo thức cho chúng ta. Và nếu các bạn muốn tắt nó đi thì các bạn lại ấn nút adjust một lần nữa, thì ngay lập tức là đồng hồ nó sẽ tắt đi và nó sẽ hiển thị ở hai cái dấu gạch ngang như thế này. Vâng, và rất là đơn giản phải không các bạn? Và G-Shock G2002A đã chính thức có mặt trở lại tại Belo Lê Thái Tổ trong buổi sáng ngày hôm nay. Mình rất là mong nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ của các bạn G-Shock fan yêu quý của Belo trên cả nước. Và các bạn sẽ, khi mà các bạn đặt mua online thì chúng ta sẽ nhận được đầy đủ tất cả những cái phụ kiện từ phía nhà sản xuất và nhà phân phối. Chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng, thẻ bảo hành quốc tế và có giá trị 5 năm ở trên toàn quốc. Chúng ta sẽ có sách về bảo hành quốc tế này với những cái thông tin về những cái đối tác của Casio G-Shock trên toàn cầu. Chúng ta sẽ đi kèm với cả hộp thiếc này, hộp giấy ở bên ngoài. Chúng ta sẽ còn có tem vàng chống giả phía sau nắp lưng giúp cho chúng ta luôn luôn yên tâm. Đây là sản phẩm chính hãng, phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam, và đi kèm với chế độ bảo hành 5 năm toàn quốc, 1 năm quốc tế. Belo sẽ tặng kèm cho các bạn một loạt những cái phụ kiện rất là giá trị, ví dụ như là thẻ thay pin, G-Shock miễn phí trọn đời. Thì cái G-Shock G2002A này được hãng Casio công bố tuổi thọ pin sắp xỉ là 3 năm, nhưng mà thời lượng thực tế chắc chắn nó sẽ lâu hơn 3 năm, nó lên đến 4-5 năm, và nó tùy theo là các bạn sẽ thao tác nhiều các chức năng của đồng hồ hay không. Ok, và kích thước vỏ và tổng trọng lượng của G-Shock G2000 của chúng ta, nó sẽ có kích thước vỏ là 51.2mm cho chiều cao cả càng, chúng ta sẽ có 48.7mm cho bề ngang và 14.1mm cho độ dày. Và với kích thước như này thì các bạn có cổ tay nhỏ khoảng 15 trở lên là chúng ta đã đeo được, và 16 thì chúng ta đã đeo rất là vừa luôn. Ok. Và Belo sẽ tiếp tục, ngoài cái thẻ thay pin này, Belo sẽ còn tặng kèm cho các bạn cái thẻ Belo VIP, giúp cho các bạn được giảm 15%. Và cái mức giá niêm yết chính thức của GA2002A này tại thị trường Việt Nam là 4.207.000. Và khi mà các bạn mua tại Belo thì các bạn sẽ được áp dụng cái mức giá Belo VIP chỉ có 3.575.000 mà thôi. Đây là mức giá rất tốt cho sản phẩm chính hãng, phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam. Chúng ta sẽ còn nhận được những chiếc vòng đeo tay G-Shock Belo cực kỳ chrome như thế này nữa, để giúp cho các bạn có thể phối kết hợp thêm cùng với chiếc đồng hồ G-Shock của mình, tạo được nên những cái combo, những cái phối màu
cùng với đồng hồ G-Shock mang cá tính của riêng bạn. Và Belo có rất là nhiều màu vòng để cho các bạn lựa chọn, mà các bạn yêu thích màu vòng nào các bạn hoàn toàn có thể inbox cho fanpage G-Shock VN của Belo Lê Thái Tổ. Ok, là một chút những cái thông tin mà Belo muốn gửi đến các bạn G-Shock fan yêu quý của Belo Lê Thái Tổ trong buổi trưa ngày hôm nay trực tiếp tại Belo Lê Thái Tổ. Và mình rất là mong gặp được trực tiếp các bạn tại Belo Lê Thái Tổ, số 46 Lê Thái Tổ, bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, một địa chỉ rất đẹp nằm ngay đối diện tháp rùa của chúng ta. Và Belo sẽ thay pin miễn phí trọn đời cho các bạn tại đây, cũng như là vệ sinh đồng hồ của các bạn bằng sóng siêu âm miễn phí trọn đời. Các khi mà các bạn mang đồng hồ đến Belo thì chúng ta sẽ được vệ sinh bằng sóng siêu âm miễn phí, giúp cho các cái vết bẩn kết ở trong các cạnh của đồng hồ trong thời gian dài sử dụng thì nó sẽ được bung ra hết. Ok, và ngoài ra thì Belo sẽ còn dự trữ sẵn những cái bộ dây, những cái dây G-Shock, phụ kiện G-Shock để cho các bạn có thể phối thêm, cũng như là thay thế khi mà dây của các bạn qua quá trình sử dụng dài nó bị đứt, nó bị hỏng. Thì mọi thắc mắc, mọi yêu cầu các bạn hãy inbox giúp mình vào fanpage G-Shock VN để được phục vụ. Ok, và rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn G-Shock fan trong video clip ngày hôm nay. Rất mong sớm được gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Và mình xin phép được kết thúc video clip ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.